Chương 57, Thế giới tu chân. Thời sinh nhớ lại cốt truyện, vội nhảy ra khỏi vòng lửa, mẹ nó, quên bánh mất. Phượng tử nhìn cô, lông mi rung rung, cũng không biết là đang nghĩ gì, nhưng lại có vẻ chăm chú như nhìn một món bảo vật. Phượng tử là cái gai lớn nhất của chuyện này, là tảng đá ngăn đường, không cho nữ chính bước lên đỉnh vinh quang. Hắn là kết tinh của dòng phượng tộc và long tộc, nhưng từ khi mới sinh ra, trên người đã có lửa cháy hừng hực, lửa ấy không tỏa ra nhiệt nhưng có thể biến mọi thứ có sinh mệnh thành cho bụi chẳng ai dám lại gần hắn cho dù là cha mẹ hắn cũng không dám tùy tiện tiếp cận chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là bị thương ngay phượng tộc và long tộc vốn dĩ không hợp lại thêm phượng từ như thế nữa nên cha hắn thấy không ổn hối hận vì đã cưới mẹ hắn còn mẹ hắn thì lại vì cha hắn mà từ mặt hắn phượng từ lần đầu hắn xuất hiện là ở tiên giới nữ chính vừa phi thăng nam chính đi đón phượng tử mới từ hạ giới lên mọi người xung quanh lũ lượt tránh đi cuối cùng thì chỉ còn nam chính và nữ chính đứng bất động mà thôi nữ chính không quen biết phượng tử nam chính thì chẳng thèm đoái hoài gì tới phượng tử nam chính là thiếu chủ của long tộc đương nhiên nhìn không thuận mắt kẻ dị biệt do long phượng kết hợp sinh ra này nhưng vì phượng từ đặc biệt nên bình thường y chẳng thèm chủ động khiêu chiến với phượng từ làm gì nhưng do lúc đó có nữ chính ở bên cạnh nên y chặn đường phượng từ lại phượng từ liền châm lửa đốt phi thăng đài ngọn lửa ấy cháy hừng hực liền ba ngày lúc ấy nữ chính bộc lộ biểu hiện lạ thường có chút phòng bị nhưng tác giả không giải thích gì cả hóa ra là họ đã gặp nhau rồi Thời sinh sờ trên sờ dưới xong mới chắc chắn là bản thân an toàn. May mà mình không dính phải lửa, nếu không chết chắc. Sao vừa rồi cô lại chui vào trong ngọn lửa đó chứ? Chắc là bị con quái kia đuổi, cắm đầu chạy thục mạng đến rơi hết sạch trí khôn rồi. Nhưng, tại sao cô lại không sao nhỉ? Vừa rồi cô đứng mãi rất lâu ở bên trong ấy, nếu lát thì lát như thế là quá lâu rồi. Hay là do bản cô nương ra thịt quá dày? Do mục tiêu đặc biệt, hệ thống tặng bạn bắt bỏ qua ngọn lửa của phượng tử hóa ra là được đặc ân vậy sao trước đó không cho từ sớm đi quà tân thủ của ta đâu làm ơn đi vào trọng điểm đi cô nương thương sư tỷ diệp thanh thu xông về phía cô theo sau chính là con rắn kia mẹ 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 nữ chính định làm gì thế diệp thanh thu dẫn con rắn về phía cô sau khi tới gần liền vươn tay ra định đẩy thời sinh một cái thời sinh chụp lấy cánh tay diệp thanh thu diệp sư muội ngươi định làm gì nhìn lại thấy con rắn sắp đuổi đến nơi diệp thanh thu la lớn Thương sư tỷ hãy giúp ta chặn đường chúng lại, thương sư tỷ không phải thấy chết không cứu chứ. Có. Thời Sinh gật đầu chắc nịch, sau đó Xô Diệp Thanh Thu ra, nhảy vào trong đám lửa của Phượng Từ. Nữ chính quả nhiên là tàn nhẫn, độc ác. Cứ gặp nhau là như muốn lấy mạng bản cô nương đây vậy. Con rắn kia vừa lại gần Phượng Từ thì có hơi ngập ngừng, nó trừng mắt lên nhìn Diệp Thanh Thu. Cũng chỉ tại vì con người này cướp đồ của nó thôi cỏ thăng tiên nó đã canh giữ bao nhiêu năm, chỉ chờ đến khi được độ kiếp, ấy thế mà con người này lại đi cướp mất của nó. Nhưng còn cái con người biết thổi ra lửa kia thì, thật chẳng dễ sơi. Soái ca, huynh có muốn giết à không? Thời sinh hào hứng, à dẫn rắn tới đây, đương nhiên là chẳng tốt lành gì. Đôi mắt trong veo của phượng từ long lanh, nếu nàng thích, ta giết à?